Các bác thân mến, video clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu và tiết âm gửi đến các bác một bộ khấu hình nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời. Trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một bộ khấu hình gồm có 4 thiết bị. Trước tiên thì các bác nhìn thấy một cặp loa đến từ Mỹ. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó là dòng thương hiệu JBL có model là L65A. Dòng 65A này cũng là một mẫu model rất là nổi tiếng của thương hiệu JBL. Dòng này nó đem lại chất âm rất là tuyệt vời, tiếng bass rất là mềm, sâu, dày dạn. Trung âm thì trong sáng, chi tiết rõ ràng, chép rất là tơi, mịn và nhuyễn. Do đó được những người chơi audio đánh giá rất cao về dòng model này. Đây là mẫu model rất là nổi tiếng rồi, chắc chắn em cũng không phải nói nhiều đến dòng model này nữa. Nó sử dụng một loa bass có đường kính là 30cm. Nó sử dụng màng giấy gân mút, một loa chung giấy và một loa chép kim cương có hai vi tinh chỉnh ở phía trước và một lỗ thông hơi ở góc bên tay trái khi chúng ta đối diện ở trước mặt loa vào. Cặp loa này thì có mức giá là trên dưới 60 một chút. Dòng này thì các bác có thể kết hợp với nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể kết hợp với những dòng âm ly đèn này, rồi là âm ly của bán dẫn như dòng Acuphase, dòng Lukman hay Magnetoc vân vân rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở video clip ngày hôm nay thì em phối ghép sự kết hợp giữa sức mạnh của chiếc power bán dẫn và độ tinh tế của chiếc dề đèn để các bác thấy được đây là một bộ cấu hình cực kỳ tuyệt vời. Và bộ power dề này thì có thể kết hợp với bất cứ dòng loa nào. Các bác có thể đánh với những dòng loa của Tannoy, JB hay dòng B và V kép hay những dòng loa Antec vân vân. Các bác thấy ở phía dưới cùng là một chiếc Paul Luman, đó là dòng model M2000. Đây là một chiếc Paul bán dẫn đem lại công suất rất là lớn, có công suất lên đến 450W. Đấy. Ở mặt trước thì nó sử dụng hai cái đồng hồ VU rất là to. Đèn khi chúng ta cắm điện vào thì nó sẽ sáng bóng màu hồng, nhìn rất là đẹp. Ở phía dưới mặt trước có hai cái núm volume. Đấy. Đấy các bác thấy đây. Đây là chiếc Paul Luman M2000. Đây là chiếc Paul có công suất rất là lớn các bác nhé. Có công suất lên đến 450W. Đấy. Đó là sức mạnh của chiếc Paul bán dẫn. Còn ở phía trên thì các bác thấy đây là một chiếc dề đèn của hãng Luman. Đó là dòng model Luman 3525 mã. Đây là một con dề đèn có thể nói đem đến chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Các bác đều đã biết rồi. Đấy. Đèn thì bao giờ nó có độ tinh tế trong sạch. Đấy. Ở bán dẫn thì không thể có được. Tuy nhiên thì ở phía dưới là một chiếc power bán dẫn thì nó lại đem lại công suất lớn. Do đó thì đây là sự kết hợp rất là hợp lý để chúng ta có thể đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau, vừa có sức mạnh của bán dẫn và vừa có độ tinh tế của dòng đèn. Đấy. Ở chiếc power đèn Luman 3525 mã này thì có giá là trên 20. Ở phía trên cùng dưới tấm biển xanh đó là chiếc đầu CD Marzahn 17DA. Đây là chiếc đầu 2-in-1, nó vừa chạy CD và có tính năng giải mã DAC. Các bác thấy nó thiết kế rất là thời trang, nhìn rất là đẹp về cái hình thức của dòng model này. Chất âm của dòng Marzahn bao giờ nó đem đến rất là mềm và dẻo tiếng. Chiếc đầu này thì có giá là 13.500.000 đồng. Như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác bộ cấu hình gồm có 4 thiết bị như thế này rồi. Sau đây thì em sẽ test âm để các bác cùng vào thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Và các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh đây. Hãy subscribe.
xưa, khi trái tim